Khóa dạy bơi miễn phí có 200 học sinh trên địa bàn huyện tham gia. Trong thời gian 2 tháng, các em học sinh được hướng dẫn thực hành kỹ năng hít thở dưới nước, kỹ năng bơi, cách nhận biết những vùng nguy hiểm có nguy cơ bị đuối nước, cách sơ cứu người bị ngạt nước, các bước cứu người bị đuối nước. Cùng với dạy bơi, công an huyện Vũ Quang còn tổ chức tuyên truyền về vai trò trách nhiệm của các cấp các ngành, cộng đồng và toàn xã hội đối với công tác phòng chống đuối nước, góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước ở trẻ em.